Thì vừa rồi là những thông điệp được đưa ra từ phía các chuyên gia y tế để có thể phòng tránh bệnh đái tháo đường cũng như là phòng tránh rối loạn là chuyển hóa nói chung. Chúng tôi nghĩ rằng đây cũng là những lời khuyên rất là hữu ích và thiết thực dành cho tất cả chúng ta, những người mà có thể may mắn chưa mắc bệnh nhưng mà đây là một cách để có thể dự phòng bệnh. Một lần nữa xin được cảm ơn tiến sĩ bác sĩ Phan Hồng Dương đã đến với chương trình của chúng tôi và chia sẻ với khán giả của Sống Khỏe Mỗi Ngày Số đặc biệt rất là nhiều những kiến thức thực sự là hữu ích và gần gũi để làm sao chúng ta có thể phòng tránh được triệu chứng rối loạn chuyển hóa của cơ thể. Cảm ơn nghệ sĩ Đức Khuê và chúc cho anh sẽ luôn mạnh khỏe và có thêm nhiều vai diễn nữa.